Hello mọi người, me nha. Me thái loại 1 nha mọi người. Trái to nè. Trái to nha. Em bán loại 1 nha. Đó, me thái là cạo ra cái vỏ nó còn. Me loại này á, me thái ù á, cạo ra cái vỏ còn xanh như vậy nè. Nhưng mà ăn là ngon rồi. Chứ mình để cho nó đen cái vỏ này á là nó sẽ bị túi. Đó, mọi người muốn lột dễ á, mọi người kéo cái này ra, thơm lắm, thơm mùi me dốt rồi. Kéo cái này ra nó chắc có cái đường á, xong mình lấy cái mũi dao á, mình lột ra nha. Đây, khách em á ăn nhiều năm rồi, biết cái loại này á là như vậy ăn là ngon, chứ còn mà để chín nữa đó mọi người nó bị thúi liền. Đó, nó vàng cơm đen hạt rồi. Đây, bữa nay em hết rồi nhưng mà em quay video cho mọi người coi. Me đầu mùa nha. Me đầu mùa là em không có lấy loại 2 đâu. Lấy loại 2 khó bán lắm, tại vì nó trộn với me. Me nhỏ nhỏ vô đó, nó không có ngon. Đây nha khách. Đây, mọi người dùng cái mũi dao á, lột cho nó dễ, với lại nó khỏi bị rát cái tay của mình. Me Đắk Lắk thì mình lột bằng tay được, còn cái me này á là cái giống này á là nó khác, để nó chín á là nó bị thối liền, để nó dốt hơn nữa là nó thối liền, nó cũng dễ lột lắm nè mọi người. Ngon lắm, bữa hôm qua em ăn mà. Bữa hôm qua em ăn thử mà em chưa có quay video được nè. Mình đang quay video cho mọi người coi nha. Đây mọi người coi nha. Đây, tước cái này là cho nó dễ lột này. Tước cái da này nè. Bữa nay đầu mùa mọi người, đầu mùa mình bán giá vậy là quá rẻ cho khách em luôn nha, tại vì em lấy một sọt em chia ra cho người ký nên giá nó rẻ vậy. Đó, bên này cái vị nó đậm lắm, nó như vậy là nó đã đậm vị rồi, chứ nó dốt nữa là nó ngọt nhiều hơn chua, nó dốt mạnh nữa là nó dễ bị thúi lắm. Ngon, vị rất là đậm luôn, chua chua ngọt ngọt, chua hai ngọt ngọt tám á mọi người, chua hai ngọt tám là vị rất là đậm luôn. Chưa. Cái hạt nó đen thui luôn rồi. Cái hạt nó đen thui luôn là biết nó già lắm rồi. Chấm muối ăn là nhức mắt luôn á mọi người. Cơm dài nha. Cơm nó là dài luôn. Tôi thích ăn vị đậm thì ăn me này. Rất ngon. Lên đơn ơi, anh về thêm nha. Hột đen thôi. Để nó dốt nữa nó sẽ chín nha. Chín thối á. Đây. Nè, nó xanh nè. Chị nghe nè.